Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Những tin tức nóng nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình hình trên dải Gaza ngày hôm nay. Đối với phương Tây tập thể trong cái tình cảnh hiện tại bây giờ thì có nhiều chiều hướng thông tin cho thấy là Mỹ có liên quan tới xung đột tại dải Gaza. Vì bản thân Hoa Kỳ ngày hôm nay, khi mà bản thân lực lượng Hamas thực hiện một cái đòn tập kích bất ngờ 5.000 quả rocket vào Israel trong ngày 7 tháng 10, Hoa Kỳ cùng với đồng minh đã không có cái hành động nỗ lực để chấm dứt xung đột, làm dịu đi căng thẳng ở tại dải Gaza, mà chính Mỹ cùng với lại đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu đồng loạt lên án hành động của Hamas, nhưng lại không kêu gọi hai bên là kiềm chế để giảm leo thang căng thẳng, mà có những động thái là đổ dầu vào lửa. Và điều hiển nhiên là lực lượng Hamas cũng tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn cho đến khi Israel dừng leo thang căng thẳng. Khi mà bản thân Israel, lực lượng Hamas đưa ra tuyên bố như vậy, nó cũng là một động thái để dằn mặt Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi mà nổ ra chiến dịch từ ngày 7 cho đến ngày hôm nay là 10 tháng 10 thì bản thân Mỹ đang có một loạt các động thái là tăng cường hiện diện quân đội của mình, các chiến đấu cơ của mình, hạm đội tàu sân bay của mình tới Trung Đông. Đây có phải là động thái để Mỹ muốn quay trở lại Trung Đông hay không? Muốn gây sức ép cho Ả Rập Saudi hay không? Lại tiếp tục sử dụng lực lượng Hồi giáo để gây bất ổn ở quy mô rộng lớn trên toàn bộ Trung Đông, nhằm bảo vệ cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ đang rất muốn có được Ả Rập lại trung thành với bản thân mình như trước đây. Vì chỉ có như vậy thì mới cứu nguy được nền kinh tế của Mỹ bằng việc là tăng sản lượng dầu thô lên để cứu vớt cho đồng đô la và giúp cho Hoa Kỳ bổ sung đầy toàn bộ kho dự trữ chiến lược của mình, cũng như làm giảm căng thẳng về vấn đề năng lượng của tại châu Âu. Khi mà xung đột ở tại Ukraine đã cắt nguồn cung năng lượng vô cùng quan trọng từ Nga sang châu Âu. Nhưng gần đây Nga còn có một động thái là cấm xuất khẩu xăng dầu tinh chế, trong đó có dầu diesel, đi ra bên ngoài. Cấm xuất khẩu điều đó. Mà dầu diesel nó rất quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp, mà Liên bang Nga thì lại cấm xuất khẩu, càng làm cho tình trạng dầu diesel ở trên thế giới bị khan hiếm hơn. Mà Nga cùng với Ả Rập Saudi thì lại tuyên bố là tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô cho đến cuối năm 2023 này. Và có thể theo dõi thị trường, có thể cắt giảm hoặc là tăng cái sản lượng của mình tùy thuộc giá cả trên thị trường. Ở đây cho thấy cơ hội của Hoa Kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để tăng giá trị đồng đô la nhằm hạ giá dầu trên thế giới không bao giờ thành công được. Thế là nếu như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có động thái là tăng lãi suất thì Nga cùng Ả Rập sẽ tiếp tục giảm sản lượng dầu thô. Thì cái cơ hội cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để thay đổi được cục diện không thể thành công được. Nó không thể thành công được. Nhưng ngày hôm nay Hoa Kỳ đang phải giải quyết vấn đề nội bộ rồi, xong lại giải quyết vấn đề của đồng minh, hỗ trợ cho Ukraine, rồi lại hỗ trợ cho cả Israel nữa. Hoa Kỳ cũng lâm vào tình thế khó khăn. Nhưng cái bài toán ở tại dải Gaza phần nào đó nó gây sức ép cho châu Âu buộc phải hỗ trợ toàn diện cho Ukraine. Cho nên nó mới có những cái dấu hiệu là Mỹ có liên quan tới xung đột ở tại dải Gaza ngày hôm nay. Như cựu Tổng thống Nga đang đổ lỗi cho Mỹ gây ra xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Medvedev cho rằng lẽ ra Washington ấy nên nỗ lực giải quyết xung đột Israel và Palestine thay vì ủng hộ Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Medvedev cho rằng là chính sách đối ngoại của Mỹ một phần là nguyên nhân dẫn đến bùng phát bạo lực mới nhất giữa Israel và Palestine. Quan chức này hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng là lẽ ra Washington nên dồn sức lực vào việc đảm bảo hòa bình lâu dài ở Trung Đông, nhưng thay vào đó thì lại chọn tập trung vào Ukraine. Bình luận về sự leo thang hôm thứ Bảy giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas từ dải Gaza ấy, thì Medvedev viết trên Telegram của mình rằng là những sự kiện này là do
là có thể dự đoán được này. Ông giải thích là đây là điều mà Washington và các đồng minh lẽ ra phải giải quyết, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc xung đột Israel-Palestine đã kéo dài hàng thập kỷ, trong đó Mỹ là người chơi chủ chốt ở nơi đó. Trong suốt hơn một năm qua, Israel không ít lần tấn công rốc kết vào dải Gaza, nhưng Hoa Kỳ và đồng minh hoàn toàn không có động thái kêu gọi giảm leo thang căng thẳng. Hoàn toàn không có động thái đấy, mà còn đổ dầu vào lửa, muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng Hamas, muốn san phẳng toàn bộ đó là Palestine. Vậy rõ ràng bản thân Mỹ không muốn Trung Đông ổn định. Theo như Medvedev thì thay vì làm như vậy, những kẻ ngu ngốc này đã tham gia vào khu vực của chúng tôi và đang tích cực giúp đỡ những kẻ theo chủ nghĩa Đức Quốc xã, Tân Đức Quốc xã mới, khiến hai dân tộc thân thiết chống lại nhau. Cựu tổng thống đưa ra kết luận nhận xét của mình với suy nghĩ rằng dường như chỉ một cuộc nội chiến trên lãnh thổ của Hoa Kỳ sẽ giúp dập tắt niềm đam mê cuồng nhiệt của người Mỹ trong việc châm ngòi cho các cuộc xung đột khắp trên hành tinh này. Vào sáng thứ Bảy thì các chiến binh Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel, bắn hàng nghìn tên lửa, sau đó chọc thủng hàng rào biên giới và tràn vào nhiều thị trấn của Israel giáp với vùng đất của Gaza. Theo dịch vụ khẩn cấp của Israel ấy, thì ít nhất có 40 người Israel đã thiệt mạng và 740 người khác bị thương. Và tổng con số thiệt hại đến ngày hôm nay giữa Israel và Palestine lên tới hơn 5.000 người. Trong một bài phát biểu trước quốc dân thì Thủ tướng Israel cho biết là đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Ông cũng thề rằng là kẻ thù sẽ phải trả một cái giá mà chúng chưa từng biết đến. Người phát ngôn của Israel tiết lộ rằng giao tranh vẫn đang diễn ra do các chiến binh Hamas vẫn hiện diện ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì lực lượng không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào dải Gaza. Còn Tổng thống Palestine khẳng định người dân Palestine có quyền tự vệ trước những gì mà ông mô tả là nỗi khủng bố của những người định cư và quân chiếm đóng. Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố lên án điều mà họ gọi là các cuộc tấn công vô cớ những kẻ khủng bố Hamas nhằm vào thường dân của Israel. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin thì trấn an Israel rằng cam kết của Mỹ đối với an ninh của nước này vẫn không lay chuyển. Vậy thì ở đây đâu đó có động thái của Mỹ liên quan tới chiến sự diễn ra ở tại Israel trên dải Gaza ngày hôm nay. Sau bài phát biểu của ngài Medvedev ấy, thì công dân vườn địa đàng cùng với công dân đại bàng cũng vào góp vui cho rôm rả. Tôi đã làm việc ở tại dải Gaza được vài năm này. Nó không giống một nhà tù lắm này. Phần lớn dân số được Liên Hợp Quốc, hay nói cách khác là chúng ta ấy, tài trợ từ khi sinh ra cho đến khi xuống mồ. Họ có thể rời đi này khá dễ dàng nếu không muốn nó là khó chịu. Quá nhiều điểm đó là thoát ra chủ yếu là đường hầm vào Ai Cập. Nếu bạn là một nam thanh niên thì cuộc sống khá là thú vị. Nếu bạn là một nữ hoặc là chúa cấm người đồng tính ấy, hoặc bất cứ điều gì khác không phù hợp với câu chuyện của Hamas thì xin giúp Chúa giúp bạn ấy. Một trong những trách nhiệm của tôi là làm việc với các nghệ sĩ địa phương, và những người này tất nhiên là không có phụ nữ trong nhóm của họ. Những gì đang diễn ra ở tại dải Gaza ngày hôm nay là một vấn đề lớn của cả thế giới, và phương Tây vẫn đang tài trợ cho những gì diễn ra tại dải Gaza, và là địa điểm nóng để lực lượng Israel tấn công, tạo ra một mối thù hận giữa Israel và Palestine. Tất cả các bạn đều sai về điều này này. Tôi đồng ý rằng Hoa Kỳ đã can thiệp vào quá nhiều nước ngoài và chúng ta cần phải quay lại, đặc biệt là khi nó liên quan đến Ukraine. Israel có quyền tuyệt đối tồn tại và hòa bình với các nước láng giềng này. Ý tưởng như người Hồi giáo Ả Rập và Israel từ năm 1948 là hoàn toàn ngu ngốc. Những người Do Thái đã sống hàng thế kỷ trên khắp đó là Trung Đông đã bị trục xuất khi chỉ sau một đêm khỏi nhiều quốc gia Hồi giáo Ả Rập, hầu hết đều chống lại ý muốn của họ sau khi Israel tái lập năm 1947. Họ không yêu cầu tái lập Israel và nhiều người
thậm chí không muốn rời bỏ quê hương trải dài từ Maroc đến đó là Iran. Nhưng tất cả các quốc gia Hồi giáo Ả Rập đều yêu cầu trục xuất họ nếu họ không bị giết ngay lập tức. Lẽ ra Israel nên trục xuất và các nước Hồi giáo Ả Rập lẽ ra phải vui vẻ chấp nhận tất cả những điều này. Đây đều là kịch bản đến từ Mỹ và đồng minh của nó để gây bất ổn cho một Trung Đông ngày hôm nay. Với mục tiêu là như vậy, để gây bất ổn cho một Trung Đông ngày hôm nay. Vậy thì nó có phải là kịch bản của Hoa Kỳ hay là không? Rõ ràng là Hoa Kỳ can thiệp vào Trung Đông là vì nguồn tài nguyên thiên nhiên và huyết mạch của thế giới. Họ không muốn cho Trung Đông được bình yên và hòa bình. Medvedev nói đúng là Hoa Kỳ có thể đã giải quyết xung đột Palestine-Israel từ lâu nếu họ muốn những giới lãnh đạo của Hoa Kỳ muốn giữ Trung Đông trong tình trạng chiến tranh liên miên chứ không muốn giải quyết vấn đề của Palestine và Israel. Nếu như ngày hôm nay Trung Đông mà bình yên ấy, thì Hoa Kỳ làm gì còn có lực lượng gìn giữ hòa bình của Hoa Kỳ, của Anh, của NATO ở đấy nữa. Thì làm sao có thể kiếm được nguồn tài nguyên thiên nhiên nữa. Medvedev đã đúng, đây là trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế tự do Hoa Kỳ và những người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái đứng đầu đang cố gắng để nghiền nát và can thiệp vào chủ quyền của các quốc gia khác. Một trật tự phát xít của đế quốc đang muốn thống trị và cai trị thế giới này. Chính bản thân Israel cần phải nhìn thấy chủ nghĩa tân Đức Quốc xã đang diễn ra tại Ukraine, mà chủ nghĩa Đức Quốc xã là một chủ nghĩa giết hại người Do Thái hàng loạt ở toàn bộ châu Âu và trên thế giới. Medvedev hoàn toàn đúng khi nói là thay vì điều này, những kẻ ngu ngốc này đã tham gia vào khu vực của chúng tôi và đang tích cực giúp đỡ những kẻ theo chủ nghĩa quốc xã mới, khiến hai dân tộc thân thiện chống lại nhau một cách chính xác nhất để diễn đạt. Và nó thật đáng buồn nhưng lại là một sự thật. Và Mỹ chính là kẻ âm mưu đứng đầu trong mọi sự việc hiện nay. Đến công dân đại bàng còn không chấp nhận được hành động. Lại có thể là trong 70 năm qua, nhưng không phải trong vài nghìn năm qua. Điều này chứng tỏ mọi người không hiểu được chiều sâu và lịch sử của cuộc xung đột này. Muốn biết về cuộc xung đột hiện tại, chúng ta chỉ cần tới Nhà Trắng là hiểu rõ được tại sao nó lại bất ổn, dai dẳng đến như vậy. Bởi ông chủ phương Tây chưa muốn chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Medvedev này làm ơn một vụ xúc phạm nhà thờ Hồi giáo bị cáo buộc đã kích hoạt Hamas, đánh bom và bắt cóc này. Trọng tâm của cư dân Israel, ít nhất là Biden, con rối của Lầu Năm Góc, đang giúp đỡ nạn nhân của kẻ thù trong không đội trời chung. Sự căm ghét mới nhất của nó lấp đầy phản ứng tâm thần và tiết lộ bộ nhớ đệm khổng lồ của Hamas, của quả bom gây chết người được cất giữ bí mật từ lâu và nay đã thức dậy. Đây được coi là một hành động cho một cái giọt nước bị tràn ly. Và Hoa Kỳ thì không muốn cho những lịch sử đau thương của người Do Thái và những gì đang diễn ra tại Trung Đông được ngủ yên. Và họ cũng không muốn cho Trung Đông được bình yên. Biden không phải là người Mỹ. Những người đứng sau ông ấy đang cố gắng thành lập một chính phủ thế giới kỹ trị này, nơi mà cuối cùng những người còn lại sẽ không còn tự do nữa. Họ đã thử tất cả những thủ đoạn cũ, từ việc cố gắng quay trở lại đại dịch, biến đổi khí hậu để tài trợ cho những nhóm khủng bố này. Điều này không tốt này, cựu Tổng thống Nga nói đúng. Từ số lượng vũ khí và tiền bạc không thể đếm được cho đến Ukraine, và Biden đều tử tế và hiện thực hóa quỹ này. Bây giờ chúng đã biết tại sao Mỹ lại tử tế với Iran. Tại sao Mỹ tử tế Iran? Nhưng thành thật mà nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ tài trợ trực tiếp cho nhóm này ở Mỹ. Vì vậy, bạn xem châu Âu và Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, có lẽ họ sẽ bắt đầu một cái gì đó. Với số lượng người nhập cư và những hành động hiện tại của Thụy Điển và Pháp mà bạn đang xem, tôi đang gọi nó. Những điều này đều bắt nguồn đến từ nước Mỹ. Và họ muốn có sự xung đột ở trên toàn cầu, không muốn thế giới được bình yên. Trước tình thế đang bốc cháy ở tại dải Gaza, thì Hamas tuyên bố sẽ không có ngừng bắn chừng nào Israel còn leo thang xung đột.
Hamas sẽ không đồng ý đình chiến với Israel nếu điều này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Đại diện của phong trào Palestine nói với Sublik, việc chiếm đóng của Israel trong quá trình xâm lược chống lại dân thường không thể nói về một lệnh ngừng bắn trong khi Israel leo thang cuộc chiến này. Chính Israel là người liên tục tấn công dân thường, nhưng phương Tây hoàn toàn không can thiệp. Ông cũng nhấn mạnh còn quá sớm để nói về hòa giải vì chiến trường sẽ quyết định ai là người kiểm soát tình hình. Ông lưu ý vấn đề những người lính Israel bị bắt sẽ bắt đầu sau khi kết thúc chiến dịch, đó là lũ lụt. Một đại diện của phong trào nói rõ việc này thuộc thẩm quyền của lữ đoàn, đó là Al-Qaram, chi nhánh quân sự của Hamas. Đây cũng là một tuyên bố cứng rắn đến từ lực lượng Hamas. Còn ông Trump chia sẻ là lưu ý việc người Palestine có súng trường tấn công M4 của Mỹ. Donald Trump này, con trai của Donald Trump ấy, con trai của cựu tổng thống Mỹ, trên mạng xã hội Twitter của mình lưu ý đến hình ảnh người Palestine cầm súng trường tấn công M4 của Mỹ. Ông bình luận về một đoạn video đăng tải trên Sky News quay cảnh người Palestine ở bờ Tây ăn mừng ngay ngày bắt đầu cuộc chiến của Hamas, cầm súng tiểu liên bắn lên rồi. Trong những khẩu súng ấy giống M4 của Mỹ hơn là AK-47 thông thường mà chúng ta thường thấy ở Trung Đông. Ông cũng đặt câu hỏi liệu những khẩu súng trường tấn công này có thể nằm trong số 70.000 khẩu mà Mỹ để lại cho Taliban ở Afghanistan hay là không. Ông Donald Trump cũng đã từng tuyên bố tiền của Mỹ đã giúp cho lực lượng Hamas tấn công vào Israel. Trong tình thế bất ổn ở Trung Đông cùng với Israel, thì Tổng thống Biden lại tự bêu xấu mình giữa lúc tình hình Israel leo thang căng thẳng và vấn đề Ukraine chưa được giải quyết. Nhà Trắng phải hứng chịu sự chỉ trích từ những người bảo thủ về bữa tiệc BBQ với Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra trong bối cảnh tình hình Israel đang leo thang, Fox News đưa nguồn tin. Như nhóm báo chí của nhà lãnh đạo Mỹ đưa tin trước đó, ông Biden trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Israel đã tổ chức một bữa tiệc tại Nhà Trắng. Tổng thống và đệ nhất phu nhân, đó là Jill Biden ấy, đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan BBQ cho các nhân viên làm việc trong dinh thự tổng thống và gia đình họ. Theo các nhóm phóng viên thì từ ngoài có thể nghe thấy nhạc sống trong khuôn viên của Nhà Trắng. Trong khi Hamas bắt giữ người Mỹ làm con tin thì Joe Biden lại đang tận hưởng một bữa BBQ có nhạc sống. Một số người khác trong nhóm bảo thủ cũng lên tiếng cùng với ông, đó đúng không, chỉ trích Nhà Trắng và sự kiện này trên mạng xã hội. Tức giận và lo ngại về những ưu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ tổ chức BBQ tại Nhà Trắng trong khi Israel đang bị tấn công và các vấn đề trong đất nước Mỹ chưa được giải quyết. Câu chuyện của Israel ngày hôm nay, Hoa Kỳ phần nào đó tiếp tục xây dựng một áp lực cho đồng minh để tạo dựng một thế mạnh hiện diện quân đội của Mỹ ở tại Trung Đông. Có lẽ kịch bản như ngày Medvedev đã nói có liên quan tới Hoa Kỳ, có lẽ như ông Donald Trump đã nói là liên quan tới Hoa Kỳ, có lẽ không có sai. Và rõ ràng nước Mỹ không có nỗ lực nào để nhằm ngăn chặn cuộc xung đột này, mà đang muốn tiếp diễn cuộc xung đột này ở một quy mô lớn hơn, chứ không muốn nó dừng lại. Khi mà các quan chức của phương Tây bị công dân của mình chỉ trích một cách thậm tệ, phản đối các chính sách của mình về vấn đề đối ngoại cũng như đối nội, thì ngài Putin luôn được công dân vườn đại đàng và công dân đại bàng ngưỡng mộ. Và các sự việc trong quốc gia của Liên bang Nga ngày hôm nay được giải quyết một cách rốt ráo, đứng vững ở trên tất cả các mặt trận, thì phương Tây tập thể đang rối ren, thậm chí là đưa sai những thông tin về các tình hình trên thế giới và đưa luôn sai thông tin về tình hình của đất nước của mình, trong khi họ hoàn toàn bất ổn và người dân thì đang bị khó khăn, tất cả khó khăn trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Và tình trạng của châu Âu đang là một mối lo ngại trong mùa đông năm nay. Nhà báo Mỹ nói phương Tây tuyệt vọng trước động thái của ngài Putin, và Putin ông ấy đã luôn đúng.
Phương Tây đã cố gắng bắt kịp Nga trong việc sản xuất đạn pháo để đảm bảo cung cấp thêm đạn dược cho quân đội Ukraine. Nhưng tất cả mọi thứ đều không thành công. Tổng thống Putin trong một bài phát biểu tại câu lạc bộ Vandai nhấn mạnh các đồng minh của Ukraine đã cạn kiệt vũ khí. Hoa Kỳ sản xuất 14.000 viên đạn pháo cỡ 155mm mỗi một tháng và quân đội Ukraine dùng tới 5.000 viên đạn mỗi một ngày. Theo dữ liệu được trích dẫn ấy, thì sản lượng hàng tháng ở Mỹ hiện là 28.000 viên đạn. Ukraine sử dụng tới 5.000 hoặc 7.000 viên đạn một ngày. Vậy thì Hoa Kỳ sử dụng một tháng, sản xuất một tháng, chỉ đủ cho Ukraine sử dụng có vài ngày. Như Tổng thống Nga lưu ý là một cách chính xác thực tế là Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu tiến hành một cuộc chạy đua tuyệt vọng chống lại cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow. Họ hoàn toàn bị tuyệt vọng trước các động thái của Liên bang Nga ngày hôm nay. Theo nhà báo thì Nga quyết định thực hiện chiến lược lâu dài và những sự kiện gần đây ở phương Tây cho thấy chiến lược này có thể phát huy tác dụng. Tuần trước thì lãnh đạo Hoa Kỳ ông Joe Biden ký dự luật ngân sách tạm thời để ngăn chặn việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa. Ông nhắc lại trong đó không bao gồm điều khoản về việc tài trợ cho Ukraine. Chính quyền Biden nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho nước Cộng hòa Đông Âu từ công chúng Mỹ vẫn mạnh mẽ, nhưng việc thiếu điều khoản phân bổ tài trợ cho Ukraine trong dự luật cho thấy thời gian dành cho Kiev đã sắp hết. Và thực tế dư luận của Mỹ đang giảm ủng hộ cho Ukraine. Và kể cả là châu Âu cũng đang giảm ủng hộ cho Ukraine, chứ không phải như Nhà Trắng cũng đang nói. Trong khi Nga đang vượt trội hơn về ngành công nghiệp quốc phòng và duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt lâu dài thì thời gian đang dành cho Moscow chứ không phải dành cho phương Tây tập thể. Trong khi đó thì nhà báo Đức dự báo cho ông Zelensky là cần đến một sự thỏa hiệp trước khi mọi thứ đã quá muộn. Nhà Trắng sẽ không có lợi khi kéo dài cuộc xung đột Ukraine cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Vì vậy họ sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy ông Zelensky thỏa hiệp để dừng hành động thù địch. Cho đến mùa thu năm sau, Mỹ sẽ cố gắng tìm giải pháp cho cuộc xung đột này bằng cách này hay là cách khác. Biden sẽ không muốn tham gia cuộc bầu cử với một cuộc xung đột chưa được giải quyết đằng sau. Tôi nghĩ Mỹ vào mùa đông năm nay hoặc là đầu năm tới sẽ ép Zelensky bắt buộc phải thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp sớm, Ukraine còn nhiều đất đai, chứ càng muộn, đất nước Ukraine càng bị thu hẹp. Nhà báo cũng lưu ý người dân Ukraine ngày càng suy nghĩ nhiều hơn về hậu quả của cuộc đối đầu này. Ông nói thêm để họ tin có thể tốt hơn nếu nhường đất để khôi phục nền hòa bình cho mình. Và thậm chí nhân dân Ukraine ngày hôm nay đang muốn quay trở lại với quê hương của mình là Liên bang Nga, chứ không phải ở lại với chính quyền Kiev hiện tại nữa. Họ đã quá mệt mỏi và thất vọng trước sự lãnh đạo của ông Zelensky từ 2019 đến bây giờ, mọi thứ hoàn toàn bất ổn. Cuối cùng Zelensky đã trở thành một tay sai toàn diện để phục vụ quyền lợi cho phương Tây. Chuyên gia của Mỹ cũng tiết lộ một cách Zelensky bị làm nhục ở tại Ba Lan, không chỉ ở Ba Lan mà ở phương Tây tập thể ngày hôm nay. Khi mà Zelensky hoàn toàn bị quan chức phương Tây coi ông ta chỉ là một con rối. Tổng thống Ukraine Zelensky không gặp một quan chức cấp cao nào của Ba Lan trong chuyến thăm nước Cộng hòa này. Cựu nhân viên CIA của Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo chí. Sau khi mà Zelensky đến thăm Quốc hội Canada, ông ấy đã tới Ba Lan, không một quan chức chính phủ nào gặp ông ấy. Mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine hiện tại vô cùng tồi tệ. Mối quan hệ giữa Kiev và Ba Lan xấu đi đáng kể trong những tuần gần đây do vấn đề Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Và đây là một trong đồng minh quan trọng ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Liên bang Nga, nhưng đến bây giờ thì đang xa lánh Ukraine. Những gì Ukraine đang làm gây bất ổn cho chính mình. Đang gây bất ổn cho chính mình. Trong khi đó phương Tây tập thể thì đang gặp rất nhiều khó khăn trên con đường viện trợ. Ukraine thì gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ bầu trời, trong việc tổng động viên binh sĩ và huấn luyện binh sĩ. Còn Nga thì vẫn đang giữ vững trên các phòng tuyến và thực hiện tấn công hiệu quả trên con đường tiêu hao khí tài của đối phương. Rõ ràng một phương Tây tập thể
đang suy yếu trước một Liên bang Nga ngày hôm nay. Con đường để chấm dứt, con đường để kết thúc thế giới đơn cực, nó đang đến rất gần. Đó là một sự tan rã của một liên minh Anh Mỹ, một sự tan rã của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phòng thủ tập thể, thì ngày hôm nay nó không còn có giá trị là phòng thủ tập thể nữa, mà lộ rõ về bản chất ăn cướp tập thể rồi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.